Lát em về em nhắc mẹ bế là đi tìm người sửa cái nhà nha. Anh bữa anh hôm qua anh thông báo mẹ bế rồi đó, anh nói là có cái cô Yến Trần và cái chị Tâm Đỗ á, cho gia đình Bi một phần quà, mỗi người một phần quà. Mà chị Yến Trần là 15 triệu, chị Tâm Đỗ là 2 triệu cho nhà Bi, để nhà Bi sửa lại cái mái tôn đó. Mua thuốc thần kinh cho Bi nè mà. À mà bây giờ anh không đâu vô Bi được, anh phải vô mẹ bế Bi, anh đâu gặp mẹ bế Bi đâu. Nè tạm tạm giữ lại nha. Nhà Bi có đám tang rồi, 2-3 bữa sau anh xuống anh đưa. Chưa nắng sao Bi ngồi đây vậy? Bi ngồi đây xin tiền á hả? Em không vô mát là người em. Hả? Là sao chơi chơi đòi á hả? Bây giờ xin tiền để ngồi xin tiền á hả? Xin tiền để làm gì? Bị ngồi nắng cơ thể mình ra mồ hôi, nó nghe mùi hôi nè. Ngồi nãy giờ hả? Rồi Bi xin tiền để làm gì vậy? Trời nắng ngày nay đi đường mà cho Bi tiền. Bi ơi, sao Bi về đi? Về đâu vậy? Về quất ra đường chứ đi về. Nãy anh ghé anh hỏi em là cái chị hàng xóm của em nói là em đi chơi chưa đến giờ mà. Có tiền không? 374 rồi. 74 đi về Bình Dương rồi. À. Bi em vô má em ngồi đi Bi ơi. Đi đâu? Đi đâu giờ? Ở gần nhà Bi hình như có đám tang đúng không? Đi lên chân không? Lên chân là đi sao? Đi xăm màu hả? Đi đâu? Thôi nghĩ sao Bi rủ anh đi xăm. Đâu có đâu mà qua. Không có. Mẹ bế Bi đâu rồi? Đi về thôi. Thông báo mẹ bế Bi là về nhà dặn quà từ thiện của phường cho cái phần quà kìa. Anh gọi mẹ bế em cũng được, em biết mẹ bế đi đâu không? Nhà cậu Sơn đâu, anh trả lại coi kêu coi. Điện ổng đi. Anh đâu có số cậu Sơn em. Anh gọi mẹ bế em là thuê bao rồi. Đâu ngày qua 74 ngủ đi á. Mà không có tiền. Bi đi về nhà đi, Bi ngồi đường ngoài vậy. Ngồi về nắng thì chắc cái đầu mình bị điên luôn á. Bi. Lát em về em nhắc mẹ bế là đi tìm người sửa cái nhà nha. Anh bữa anh hôm qua anh thông báo mẹ bế rồi đó, anh nói là có cái cô Yến Trần và cái chị Tâm Đỗ á, cho gia đình Bi một phần quà, mỗi người một phần quà. Mà chị Yến Trần là 15 triệu, chị Tâm Đỗ là 2 triệu cho nhà Bi, để nhà Bi sửa lại cái mái tôn đó. Anh có đâu lấy tiền bà sổ đâu cho bà đi em biết chưa? À thì anh nói mẹ Bi rồi á, mà mẹ Bi nói để thời gian nữa, để 1 tuần 2 tuần nữa coi thế nào. Mà anh nói là trời mưa đến nơi rồi mà không sửa là anh đợi một tuần nữa đó. Bây giờ Bi nhắc mẹ nó anh vào biểu mẹ đi tìm người coi thợ vô người ta khảo sát nhà. Anh nói mẹ bế em là em nhớ nhắc lại nha, để mẹ bế em quên á. Nhắc đi, nhắc ngồi xuống chứ đâu biết chỗ đâu, đâu biết gì đâu. Thì anh nói mẹ bế em đó, về anh gọi lại mẹ bế rồi hôm nay anh xuống định anh hỏi thăm tình hình này, mà mẹ bế tắt máy rồi. Rồi hôm bữa mẹ bế điện ông thầy, ông sư thầy, ông thư thầy nói sao em biết không? Ông sư thầy hứa cho BB nhà BB 15 triệu là sao nữa. Bữa đó anh nghe mẹ bế nói là ông sư thầy không giúp đỡ nữa mà đúng không? Ai biết đâu, chưa tới mà. Ừ, ông sư thầy nói là không giúp đỡ mình mẹ bế nữa để khảo sát lại gì nữa đó. Mẹ bế nói anh vậy đó, hôm nay anh tính xuống anh hỏi thăm sư thầy mà cuối cùng là mẹ bế em anh liên lạc không được nè. Anh đâu có biết đâu. Bi vô mát ngồi đi em ơi, nắng quá anh ngồi đây em đổ mồ hôi chả mồ hôi nè. Thôi đi về đi, anh chở về cho. Đâu có về, em đi chơi rồi. Em ngồi đây lát người ta bắt em đi luôn á. Thôi đi vô trong đi. Ngồi về nắng không đi nắng nôi không đội nón lên Bi. Em ngồi đây giờ này có ai đâu cho tiền em, người ta nắng, ta trốn nắng hết rồi. Ai vậy? Người quen Bi hả? Bi vô đây mà mát là Bi ngồi nè. Em ăn uống gì chưa? Đi chơi em đi chơi lúc nào vậy? Anh vô nói là người nhà em nói là đi từ sáng đến giờ rồi. Giờ đi về đi chứ. Giờ ai mới cho đi về, chờ chưa chịu về nghĩ sao hả? Giờ Bi xin tiền tìm để làm gì vậy? Không vô trên net hả? Chưa được, đang đợi. Đang đợi gì? Đợi,
Bây giờ là giờ chơi là sao? Bi thích ngồi mấy những cái ghế đầu máy đầu đúng không? Rồi có người chiếm máy đầu Bi không thích vô ngồi, Bi ngồi đây Bi đợi xin tiền hả? Ai biểu rồi Bi gọm tóc Bi chi bây giờ không có tiền Bi ngồi đường xin tiền nhà nắng nôi cực không? Anh xuống anh có mua thuốc thần kinh cho Bi nè, cho Bi nè mà. À mà bây giờ anh không đâu vô Bi được, anh phải vô mẹ bế Bi, anh đâu gặp mẹ bế Bi đâu. Nè tạm thời anh giữ lại nha. Nhà Bi có đám tang rồi, 2-3 bữa sau anh xuống đưa nha. Em tạm em đi, em về hai em quăng. Thôi để anh dặn mẹ bế em cái nha. Tại vì đây nè, cái thuốc anh đã mua sẵn cho em 20 ngày rồi nè. Làm em về luôn cho anh khỏi xuống. Hiện bây giờ nhà Bi có đám tang rồi, mình qua không có được. Anh hẹn Bi 2-3 ngày sau, Bi cứ uống thuốc bổ não trước đi. Cái này để anh giữ lại, anh xuống dặn anh mẹ bế em mới được. Em đem về em quăng rồi sao? Thuốc má mua tốt tiền nha. Vậy bây giờ má Bi ngồi đi, Bi uống nước không? Anh dắt Bi vô uống nước. Hả? Có ba mấy ngàn đâu uống rồi. Ủa Bi có trả tiền, có khi nào Bi trả tiền đâu mà. Không, sáng giờ không có tiền không không. Sáng giờ nhà khác nước không uống luôn hả? Vậy uống trà đá không? Đá đâu, có đâu. Đây uống trà đá nước suối nè, không uống xì tin. Hả? Uống nước suối đúng không? Rồi vô kia hai chai nước suối anh đi Bi uống đi. Đó có ai bán không? Ủa cái quán này ta sang hả Bi? Dạ Bi hôm nay mẹ bế có nấu gì cho Bi ăn không? Hôm nay mẹ bế có nấu gì cho Bi ăn không? Trời trời nắng hay sao em ngồi ngoài nắng, em thích ngồi ngoài nắng hả? Trời ơi nắng nôi vậy mà em ngồi Bi ơi. Bình thường thấy ngồi ngoài đường xin tiền cực không? Giờ có tiền mua thuốc nhuộm tóc mà nhuộm cái đầu em nhuộm biết bao nhiêu lần rồi? Thôi bây giờ đi hớt tóc đi, anh dở đi hớt tóc nè. Nghĩ sao bữa đầu em màu đen, em không cần, em không cần nhộm luôn mà vẫn đẹp á. Ờ bây giờ dạo này em nhộm lên ít quá à, ngắn quá là Bi. Đi lên chải tóc hả? Đi lên chải không hết được rồi. Em nhộm mấy bữa. À giờ nhộm mua xong đi lên chải chải. Giờ hôm nay em ăn gì chưa? Nói về nhớ uống thuốc bổ não chứ chưa trước nha. Uống mấy ngày đây rồi anh vào, bữa anh vào xuống là anh vào đưa cho em cái thuốc này. Anh dặn mẹ em uống rồi theo dõi cái liệu trình bác sĩ ta dặn. Ở nhà bên đó Bi đã ma ồn, Bi đi ra ngoài hay vậy? Đi ra đây chưa nhẹ đầu. Đi nhẹ đầu hả? Ê, kiếm quán nước nào em ngồi đi. Có quán nào đâu. Lại uống nước mía kìa uống không? Ở đây chứ bên. Sao em trang điểm thì cái răng dính son nha Bi? Nó dính độc trì sao? Có trang điểm gì đâu, khách mặt đi đại, để mặt đi sáng giờ. Sao Bi không đợi cái nón đâu? Bình thường, tại sao bữa tối Bi bộ đợi nón? Có đâu. Mà bữa trưa Bi không đợi. Bữa tối em đội nón mà bữa trưa em không đội vậy? Tối không thấy được. Em có ăn gì anh dắt đi ăn nè. Ngồi đây chơi rồi. Ngồi đây chơi hả? Nay có nói gì anh về gì anh vào không? Nay gặp anh vào không có nói gì anh vào hả? Vậy anh vào về nha. Thì lên hình là sao, là lên với em hả? Ngày qua có 174 ngủ không đi. Không đi về luôn rồi. Thì anh đang quay hình em để lên hình nè. Em người sát vô trong đi Bi. Rồi anh vào về nha, Bi có nói gì vậy anh vào nó không? Thường bữa là Bi hay kêu anh vào lại gì mà. Nay là sao? Nay là... Mấy chỗ này có nhiều chỗ lắm á. Nhiều chỗ đó để làm gì? Lên tay á. Anh vào đây vô. Rồi Bi nghĩ sao Bi định xăm tay? Đâu có đâu. Rồi Bi nói lên tay là anh biết xăm tay rồi. Nãy Bi chỉ vô cái vết thương quên cái hình xăm. Nghĩ sao vậy? Cái đó em đâu nói anh nghe đâu. Anh dốt anh đâu biết đi, nhắc anh làm gì. Như vậy lên tay hả? Không có. Trời ơi, đã người không, nội ơi. Cái người đã như vậy còn muốn lên tay xăm không nữa có đâu.
em ngồi xé vô mát nè, bây anh có quần riêng mà anh ngồi còn nóng da chảy mồ hôi luôn nè. Vô châu sao dạo này sao ta? Thôi không nói anh vào nghe đâu. Giờ bị uống nước không? Chắc đi uống nước nè. Uống đâu, thôi đi kiếm quán nước nào uống nha, ngồi đây xin tiền à, cực quá vậy. Ngồi đi chơi uống chi, sao thích ngồi nắng à, ngồi không ngồi trong mát. Chơi bà nhớ ba hai biểu em không tắm rồi chi giờ ngứa da, ngồi ngoài nắng cho nó đỡ ngứa. Đừng tới chiều rồi thấy khổ không? Đâu có trễ giờ đâu. Trời ơi, giờ này mới có 2 giờ trưa thôi em ơi. Em ngồi tới chiều rồi 4-5 giờ người về người bệnh luôn đó Bi. Thôi đi vô quán ngồi với anh nè. Đi uống rau má hay uống gì không? Hay đi ăn mì cay không? Mì cay hả? Trái bệnh hả? Ừ. Vậy đi ăn mì cay hả? Bi đói bụng không? Không mà thích ăn mì cay đúng không? Giờ Bi ăn cái gì? Hay anh cho tiền? Không ăn đâu. Giờ lấy tiền hả? Từ bữa đôi Bi hôm nay sao Bi không xin anh vào? Từ bữa Bi xin anh vào mà. Chưa dẫn đang ngồi như nãy giờ. À là chưa dẫn để xin tiền anh vào luôn. Vậy chưa rảnh xin tiền anh là anh về sao? Sao qua sớm nào vậy? Anh vô định đưa thuốc Bi mà Bi cứ hỏi anh hoài. Em uống nước má, lau má không Bi, qua má uống kìa. Có chỗ rồi mọi người. Cả bên kia được kìa. Em đi với anh đi qua bệnh mua đi. Thôi, chứ ngồi đây. Ngồi em đợi chỗ cho. Thôi ai mua cho em uống sẵn, đi với anh qua bệnh đường vui kìa. Trời ơi, cũng đang bệnh mà, đi đây, ngồi đi chơi. Tại vì Bi ngồi đường này là nắng là nông cho Bi ngồi đó, đi, qua bệnh mua. Có bệnh đâu nội. Đó, bên đường đó. Mấy bước đây đi, em đứng đây em thấy rồi. Thôi, Bi ra Bi mua giùm anh đi, nay Bi mua giùm anh về uống đi. Bi uống rau má đúng không? Bi qua đi mua giùm anh đi, Bi đi nhanh mà. Nãy giờ tiền đi mua nè, đi mua đi anh trả tiền lại. Hết tiền rồi, không đi mua được. Đi mua đi anh trả tiền lại kìa. Không được. Sao vậy? Sợ anh giờ không trả lại hả? Có ba mấy ngàn. Thì mua đi rồi anh trả lại. Thôi không mua đâu, anh trả tiền. Mua đi anh trả lại 100. Không. Nha. Giờ anh cho tiền em đi qua mua đúng không? Hả? Giờ giờ em chăm trời em đi. Có 2 ly đi bệnh mua đây. Em đi bộ đi chứ em ngồi ngoài nắng mà kỳ quá. Rồi đi nữa. Rồi giờ vô đi đừng có ngồi xin tiền nữa, anh cho 100 nghìn là đi mua 2 ly đi nước mía đi về uống nha. Bây đi mua đi anh mới đưa tiền. Đúng. Rồi lấy tiền em đi mua đi đưa này. Có bệnh mua đây. Thôi đi anh đi. Muốn Bi đi mua rồi sao? Bây ông đi mua là anh về luôn, anh không cho tiền luôn nha. Rồi sao? Trời. Rồi em đi mua đi. Mua đi mình mua 100 ngàn mình vẫn còn lời đúng không? Đó em mua hết số này, em có cái số này nè. Đi mua đi Bi. Không mua anh về nha. Người uống nước má rau má cho nó mát nè. Đi mua đi uống đi. Hai đi rau má hả? Ờ, ít đường. Bi uống nhiều đường thì Bi lấy nhiều đường nha, biết dặn không? Bi nè, Bi mua đi rồi anh đưa. Đưa đây em lấy tiền này. Thôi, anh bây giờ. Đi qua tiền rau má. Bi sợ anh không đưa hả? Không có được tiền chẵn, đưa đây lấy tiền lẻ. Rồi cái tiền lẻ Bi đưa rồi đi bao nhiêu tiền? Đi chơi rồi. Tiền này đi chơi thì tiền này là anh cho Bi luôn mà chứ đâu phải chứ Bi trả lại nữa đâu. Trời ơi, cô nương xà lơ ơi. Mua đâu má rồi, có tiền lẻ không trả qua lấy tiền chẵn trả nè quý vị. Bi sợ anh không cho tiền Bi hay gì, Bi phải lấy tờ đó rồi Bi qua trả Bi mới chịu. Hả, nói kì. Định lấy 30 tiền lẻ đấy con. Là chi, là để làm gì? Có 10 ngàn à. Là Bi phân ra để chơi game, rồi tiền kia để mua đồ đó hả?
Dạ. Đúng không? 30 là đi vô để chơi game với uống xì tên. Còn 70 còn lại là đi mua đồ đúng không? Để xong rồi uống cái này vô vô tiệm game ngồi nha, đừng ngồi ngoài đường nữa. Giờ này mới 1-2 giờ trưa mà em ngồi vậy là chết Happy ơi. Thôi đi về kiếm cô Bế, nói cô Bế đi lãnh quà này ta cho ơi. Thôi em đi cầm cái đó, đi lãnh đi, chờ cái chị kế bên đi lãnh kìa. Được không? Đây cái ly nào không ngọt. Em đi đâu vậy? Bị có không nói anh vào, từ bữa nói anh vào đi rồi nay không nói anh vào đi luôn hả? Qua đường ngồi tiếp nữa đúng không? Trời ơi Bi ơi. Lần sau vậy là anh không cho tiền nha. Cho tiền để em vô quán net em ngồi cho nó mát mà em ra đường em ngồi kiếm tiếp nè. Bữa Bi không có tiền, có 30 ngàn là Bi xin cũng đủ đi trên net. Hôm nay Bi có nhiều tiền là Bi không đi vô chơi net là Bi ngồi đây xin nữa vậy? Có đâu, đang đợi giờ nè. Giờ là mấy giờ biết có đồng hồ, cái đồng hồ em đâu? Chật quá em đeo không được. Bữa rỗng mà đâu có chật lắm đâu. Rỗng quá à, đeo không được. Rồi sao đồng hồ nó bán à, để ở nhà? Để ở nhà, từ từ để sợ. À để chỉnh nút lại mới được. À Bi Bi ăn uống cho mập vô là đeo cái đồng hồ mới được nha. Đồng hồ không có bán nha, để coi giờ nha. Đi chơi về coi giờ để mình ngủ canh giờ ngủ nha em. Giờ Bi là hôm nay Bi ngồi đây đi kiếm tiền đó. Vừa canh giờ internet mà vừa ngồi đây kiếm tiền nữa đúng không? Tại vì Bi mà miếu Bi muốn đợi thì Bi vô bác Bi ngồi rồi. Bên kia có ghế đá rồi Bi bển ngồi đi. Thôi, ngồi được rồi. Ngồi đây này dơ nè, ngồi đây phá đồ nè. Nè chỗ này phá đồ kìa. Em đợi mấy giờ mới vô, em có biết giờ đâu mà em vô, em có đem đeo đồng hồ theo đâu. Chiều mới vô lận. Trời ơi, giờ chiều mới vô, giờ này ra đường ngồi rồi. Chiều mới vô lận. Vô đi, có tiền rồi chơi thêm tiếng nữa. Giờ tới tới chiều với em vô đó, em ngồi có quạt, có mát rồi, với em ngồi về đường, chịu sao nổi. Thì sao? Nay mẹ Bế có nấu gì cho em ăn không? Sao mẹ Bế tắt điện thoại rồi? Không biết nữa, đây rồi, đâu có nhà đâu. Sáng có gì cho em ăn cơm không? Không, sáng em no rồi. Em đâu cần ăn đâu. Sáng ăn gì mà no, uống nước là no hả? Em đi tới chèo về, đói em đâu đói đâu. Sao kỳ vậy? Là hôm nay là nãy anh quên vô nhà, anh quên coi. Anh quên coi là mẹ Bế không có nấu gì cho em ăn không? Nhưng thì anh như nãy ngó sơ là không có thấy cái gì á. Em quên để ý kỹ. Cái gì vậy? Xăm cái sao đưa cái đùi thẹo ra vậy hả? Trời đeo thẹo đâu, đùi cái đẹp. Thấy trai đưa cái đùi thẹo ra phê vậy hả? Trai đâu có dòm đâu. Cái đùi thẹo không hả? Dòm. Trời ơi đẹp, không dòm. Không dòm, không dòm đâu. Cái đùi chân xấu mà đưa chân thẹo ra dòm. Nếu nào anh dắt Bi đi shop coi sao được không? Nó thể hiện của tao mà shop. Thôi đừng phá em, anh không đi thôi. Thấy cái đùi người ta chưa? Cái đùi thì thẹo không mà xe đùi ra. Trời ơi cô ơi, mình là con gái thấy xẹo mình phải che chứ. Thì che. Thôi, tao nghe hai cây răng ra bán cái hộp cho trên cây răng chưa? Vẫn còn hả? Trời hôm qua là Bi đi đâu với anh 74? Đâu? Anh 74 thả Bi ra bán nét là Bi về luôn đúng không? Đúng rồi, qua em đi tới đây, tới chèo là em đi về rồi. À. Đâu có dấu luôn. 74 em đi ra đường em để nhớ cái đội cái nón nha Bi. Em có nhiều cái nón kết với cái nón mũ lưỡi chai mà. Cái nón và rộng vành em cũng có nữa mà. Đi ra đường đội nón vô. Rồi nhớ uống thuốc bổ não nha. Anh vào về nha. Dạ.
đi ngồi về đường như bi vậy chứ chắc anh theo chắc anh uống thuốc theo bi quá.